thống nhà thuốc Bảo Châu hân hoan chào đón quý khách yêu dấu, chúc quý khách một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Tức bừa khai trương, chủ nhật ngày 13 tháng 11, khai trương nhà thuốc Bảo Châu 3. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, khuyến mãi vàng muôn vàn ưu đãi, không mua cũng có quà. Khách hàng đến tham quan nhà thuốc được tặng khẩu trang y tế và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Nhà thuốc sẽ đo huyết áp miễn phí và thử tiểu đường miễn phí cho tất cả quý khách, tặng bóng bay không giới hạn, khẩu trang giảm giá sốc một hộp chỉ còn 25.000 đồng, khẩu trang giảm giá sốc một hộp chỉ còn 25.000 đồng, 25.000 đồng một hộp khẩu trang với đơn hàng trị giá 99.000 đồng. Quý khách hàng được bốc thăm may mắn trúng các phần quà hấp dẫn như khẩu trang y tế, bàn chải đánh răng, xe sủi tăng sức đề kháng, sữa rửa mặt và mầm đậu nành, tinh bột nghệ cao cấp. Hóa đơn từ 499.000 đồng được tặng một hộp sữa ông chúa cao cấp. Hóa đơn từ 999.000 đồng được tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng. Đặc biệt, khi mua thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe với ưu đãi mua 1 tặng 1, hoạt huyết nhất nhất ưu đãi chỉ còn 99.000 đồng, khuyến mãi giảm giá từ 5-10% các mặt hàng thực phẩm chức năng. Chưa hết, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11, nhà thuốc sẽ đo huyết áp miễn phí và thử tiểu đường miễn phí cho tất cả quý khách đến với nhà thuốc Bảo Châu 3. Địa chỉ tại ấp 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để được mua sắm hàng ngàn sản phẩm chất lượng. Nhà thuốc uy tín lâu năm trong lòng người tiêu dùng Việt, chuyên tư vấn và cung cấp sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thuốc nội ngoại nhập, dụng cụ y tế và các sản phẩm cho mẹ và bé dành cho mọi lứa tuổi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn phục vụ quý khách hàng với sự chu đáo và nhiệt tình nhất, dành cho quý khách hàng sự trải nghiệm thú vị, sự hài lòng nhất và an tâm nhất. Cơ hội có 102, khuyến mãi với hàng ngàn quà tặng ngập tràn tại nhà thuốc Bảo Châu 3. Hãy nhanh chân đến với nhà thuốc Bảo Minh Châu để cảm nhận, để trải nghiệm, để mua sắm và để dinh về cho mình, cho cả gia đình thân yêu những phần quà vô cùng hấp dẫn, vô cùng độc đáo, vô cùng thú vị. Những món quà chỉ có tại nhà thuốc Bảo Châu 3. Hotline tư vấn 0982 855 303. Địa chỉ tại ấp 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Trân trọng kính mời và hân hạnh được phục vụ quý khách. Hệ thống nhà thuốc Bảo Châu hân hoan chào đón quý khách yêu dấu, chúc quý khách một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Tức bừa khai trương, chủ nhật ngày 13 tháng 11, khai trương nhà thuốc Bảo Châu 3. Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm, khuyến mãi vàng muôn vàn ưu đãi, không mua cũng có quà. Khách hàng đến tham quan nhà thuốc được tặng khẩu trang y tế và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Nhà thuốc sẽ đo huyết áp miễn phí và thử tiểu đường miễn phí cho tất cả quý khách, tặng bóng bay không giới hạn, khẩu trang giảm giá sốc một hộp chỉ còn 25.000 đồng, khẩu trang giảm giá sốc một hộp chỉ còn 25.000 đồng, 25.000 đồng một hộp khẩu trang với đơn hàng trị giá 99.000 đồng. Quý khách hàng được bốc thăm may mắn trúng các phần quà hấp dẫn như khẩu trang y tế, bàn chải đánh răng, xe sủi tăng sức đề kháng, sữa rửa mặt và mầm đậu nành, tinh bột nghệ cao cấp. Hóa đơn từ 499.000 đồng được tặng một hộp sữa ông chúa cao cấp. Hóa đơn từ 999.000 đồng được tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng. Đặc biệt, khi mua thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe với ưu đãi mua 1 tặng 1, hoạt huyết nhất nhất ưu đãi chỉ còn 99.000 đồng, khuyến mãi giảm giá từ 5-10% các mặt hàng thực phẩm chức năng. Chưa hết, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11, nhà thuốc sẽ đo huyết áp miễn phí và thử tiểu đường miễn phí cho tất cả quý khách đến với nhà thuốc Bảo Châu 3. Địa chỉ tại ấp 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để được mua sắm hàng ngàn sản phẩm chất lượng. Nhà thuốc uy tín lâu năm trong lòng người tiêu dùng Việt, chuyên tư vấn và cung cấp sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thuốc nội ngoại nhập, dụng cụ y tế và các sản phẩm cho mẹ và bé dành cho mọi lứa tuổi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn phục vụ quý khách hàng với sự chu đáo và nhiệt tình nhất, dành cho quý khách hàng sự trải nghiệm thú vị, sự hài lòng nhất và an tâm nhất. Cơ hội có 102, khuyến mãi với hàng ngàn quà tặng ngập tràn tại nhà thuốc Bảo Châu 3. Hãy nhanh chân đến với nhà thuốc Bảo Minh Châu để cảm nhận, để trải nghiệm, để mua sắm và để dinh về cho mình, cho cả gia đình thân yêu những phần quà vô cùng hấp dẫn, vô cùng độc đáo, vô cùng thú vị. Những món quà chỉ có tại nhà thuốc Bảo Châu 3. Hotline tư vấn 0982 855 303. Địa chỉ tại ấp 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Trân trọng kính mời và hân hạnh được phục vụ quý khách.